Và lúc em quay lui là em vừa thấy thôi. Em quay lui là kiểu giống như kiểu giống như là cái bẩn nó lướt qua như này. Nó đẩy em đây là sát của cái bờ tường á, nó bị cái vết sẹo, cái vết sẹo của chú nhỏ y chang như là cái vết cắn của cái vết cắn của chú nhỏ y chang cái vết nó còn đỏ luôn. Đây chính là nghi thức chụp hình vào 3 giờ sáng, 3 giờ 3 phút đó. Đây đây chính là 3 giờ 3 phút, bạn thấy không? Và các bạn có biết cách thức như thế nào, nó trùng trục làm sao mà phải lấy được cái gương nhé bạn. Và mình muốn là mình cùng với Trung Sinh sẽ kiểu như là có mặt ở trong video này luôn, cho nên là anh em của mình sẽ chụp camera trước vậy đúng không? Và sau đó là sẽ bỏ cho vô trong đây. Nói chung là đốt rồi xong mình phải đốt hết từ tờ giấy này nha, sẽ khiến cho mấy con sinh vật này nó mạnh lên rất là nhiều. Bởi vậy hả, các bạn cứ nghĩ rằng là những cái con phim hoạt hình hay là những cái con trong truyện tranh nó không thể có thật. Bởi vậy hả, mình thấy khá là lo lắng khi mà gặp Amanda, bởi vì con Amanda này nó ghê quá, thiệt luôn, nó cực kỳ ghê luôn các bạn ơi. Đó, thấy không? Nè, có cái vết sẹo giống như là sẹo ma cắn các bạn thấy không? Ghê vậy chứ. Ok tôi. Cái này khá ghê nha. Cái nào mà liên quan đến máu là mình cấm các bạn bắt chước nha các bạn ơi. Chúng ta sẽ đợi chờ 30 phút để mà tất cả những cái máu này bắt đầu nó khô lại. Các bạn ơi. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Mẹ. Ui. Mẹ. Ui. 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 Cái này là cái gì anh Bảo? Đấy, có con Amanda đó. Từ từ rồi nó mắc ở cái hạt, từ từ để mình định thần lại cái cho bạn ơi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Bảo Ren. Thêm một lần nữa mình thông báo với các bạn đó là cái kênh Bảo Ren TV á, là mình lập ra để mà mình có thể khôi phục lại hết tất cả những video cũ mà trước đây kênh Bảo Ren hơn 1 triệu sub của mình đã bị hack. Và mình mong là các bạn sẽ quay lại đó và các bạn sẽ qua đăng ký cho kênh Bảo Ren TV. Mình có để kênh ở dưới phần mô tả với lại phần bình luận á. Các bạn bấm ở dưới là các bạn sẽ ra cái link của Bảo Ren TV à. Và các bạn hãy nhớ đăng ký thật là nhiều, ủng hộ cho kênh Bảo Ren TV của mình luôn nha. Và mình mới phát hiện ra một điều, đó là các bạn mới, nhiều bạn nói với mình là chụp hình với Amanda đi đúng không. Thật ra là bữa giờ là mình cũng muốn các bạn ạ, nhưng mà chỉ có một điều, đó là đang trong một cái khoảng thời gian nhất định. Và mình không hiểu lý do tại sao mà Trung nhỏ đã bị có một cái vết cắn ở ngay cái tay đây các bạn ơi. Mới tối hôm qua luôn. Và xong rồi hôm nay là Trung nhỏ bị sốt cao các bạn. Cho nên là hiện tại giờ chỉ còn có mình cùng với Trung Sinh thôi các bạn ơi. Đó. Và Trung Sinh á, là thật ra là Trung Sinh kiểu như là hồi nãy cũng không muốn quay được các bạn ơi. Nhưng mà hồi nãy có một mình là mình không quay luôn. Nhưng mà bây giờ có Trung Sinh rồi, Trung Sinh tự nhiên hồi nãy Trung Sinh kêu là
Trung Sinh kêu là có một cái tối qua đúng không? Cách đây tuần á. Tuần hả? Ừ, cả tuần đó bạn. Là kiểu giống như là em bữa đó là em về quê mà kiểu cảm giác là em lúc mà em về quê thì đi chơi mà thường thường buổi tối ấy, thì lúc em mở cổng ra em cảm giác tự nhiên có cái con gì sau lưng á, không biết luôn, mà em cảm giác cái đầu nó tròn tròn vậy này. Mà lúc em quay lui là em vừa thấy thôi, em quay lui là kiểu giống như là cái bóng nó lướt qua vậy này, mà nó đẩy em cái em té, em chạy luôn rồi, em dở lành rồi nè. Mà Trung Sinh nữa bạn, Trung Sinh sợ, cái hồi nãy Trung Sinh không dám quay, nhưng mà tự nhiên Trung Sinh mới sực nhớ ra là cái vết cắn của Trung Sinh, cái vết cắn của Trung nhỏ bạn, y chang như cái vết sẹo của Trung Sinh luôn. Nó đẩy em sát vô cái bờ tường á, nó bị cái vết sẹo, cái vết sẹo của Trung nhỏ y chang như là cái vết cắn của, cái vết cắn của Trung nhỏ y chang cái nó còn cái sẹo của Trung Sinh luôn. Cái này nó mới lành đó, các bạn nhìn nè. Bữa giờ đâu có đó, hơi bị ghê luôn các bạn, đấy hơi bị ghê luôn nè. Các bạn thấy không, tất cả mọi thứ nó đều màu đỏ, tức có nghĩa là cái vết này là nó mới đây luôn, các bạn thấy không? Đó, cho nên là hôm nay Trung Sinh là chơi với mình. Em vừa quay qua cái em thấy em giật mình, cái kiểu bị đẩy, bị cái gì đẩy, đập cái tay vô cái tường càng một cái. Cho nên á là các bạn, giống như tiêu đề thì các bạn cũng đã biết là mình sẽ làm cái gì rồi đúng không các bạn? Đây, mình đã chuẩn bị sẵn ở đây. Đây chính là nghi thức chụp hình vào 3 giờ sáng. Đây chính là cái nghi thức mà anh em của tụi mình đã nghiên cứu rất là kỹ và đã làm rất là nhiều lần. Đồ nghề này thì các bạn cũng biết rồi đúng không? Đầu tiên đó chính là một chén máu. Mình nói với các bạn nha, đây chính là máu heo. Nhưng mà có một điều là máu nó không đặc, các bạn để ý nè, máu hoàn toàn không đặc. Và nhiều bạn là hay hỏi mình là nó không giống máu. Thật ra không phải nó không giống máu đâu các bạn, thật ra là máu. Nhưng mà anh em của tụi mình đã bỏ thêm một số nguyên liệu, và mình sẽ không chỉ cho các bạn biết đó là nguyên liệu gì ha. Và nguyên liệu đó sẽ làm cho cái bụng máu này nó bị loãng đi, bắt buộc phải như vậy nha các bạn ơi, chứ không có những nguyên liệu đó là sẽ không có hoàn thành. Và các bạn đã thấy ở đây mình có một cái máy in, và tất nhiên là chụp hình với tất cả những sinh vật âm binh đó các bạn ơi, là đều cần phải có cái máy in nha. Không thể nào mà chỉ chụp hình bình thường mà thấy được các bạn. Và tất nhiên là chúng ta sẽ dùng một cái nghi thức, sau đó là chúng ta sẽ rửa máu, đợi máu khô, và sau đó chúng ta sẽ rửa hình qua, và lúc đấy chúng ta mới có thể chụp hình được. Và đây mình đã chuẩn bị sành giấy ở đây. Nãy anh em của tụi mình bắt đầu bấm máy là lúc đó nó đã gần 3 giờ rồi. Và bây giờ các bạn thấy không, 3 giờ 3 phút. Đó, đây chính là 3 giờ 3 phút, bạn thấy không? Đấy. Ok, và bây giờ anh em của tụi mình sẽ bắt đầu đi chụp hình luôn nha các bạn. Rồi, đi chụp hình. Chụp hình á, thì mình nói với các bạn một điều luôn, đó chính là các bạn phải chụp hình làm sao lấy được cái gương. Đây, ví dụ Trung Sinh vô đây. Chúng ta chụp hình làm sao á mà phải lấy được cái gương nha các bạn ơi. Ý là chụp cả mình, cả người trong gương. Ừ, họ phải chụp hình trước cái gương nha các bạn ơi. Để em chụp hình cầm cái áo thôi, nóng lắm. Và các bạn chụp hình, tại vì mình, nếu mà bạn nào mà hay xem mình kiểu như là quay hoài á, thì các bạn cũng có thể biết là mình hay chụp hình, và các bạn cũng biết cách thức như thế nào. Nói chung chụp làm sao mà phải lấy được cái gương nha các bạn. Ok, đây. Bây giờ Trung xin đường đó đi, em xin đường đó. Ok, và mình sẽ đứng đây, và sau đó là mình sẽ chụp hình ha. Tại vì cái video này nó sẽ rất là mất thời gian về cái chuyện mà làm nghi thức các bạn. Vừa nghi thức thứ nhất là nghi thức là các bạn phải để đúng nguyên liệu của máu nè. Thứ hai là các bạn phải đứng trước gương nè. Và thứ ba là phải đúng 3 giờ nè. Rồi thứ tư là phải làm cho cái tấm hình đấy nó có thể hiện thân lên được. Nói chung rất là phức tạp luôn. Nói chung mình phải ấy đi ấy lại khá là nhiều lần. Thì bây giờ chúng ta sẽ chụp hình luôn nha các bạn ơi. Ok, đây. Chúng ta sẽ để ở đây chụp hình luôn. Từ từ. Để anh xem coi. Là nếu mà bây giờ chụp đúng không? Nếu bây giờ chụp để màn hình trước như vậy rồi. Ok, chụp, nếu mà chụp để màn hình trước vậy. Và mình muốn là mình cùng với Trung Sinh sẽ kiểu như là có mặt ở trong video này luôn, cho nên là anh em của tụi mình sẽ chụp camera trước vậy đúng không? Ok, chúng ta sẽ chụp camera trước vậy. Rồi, đây. Rồi, ok, như đây nhá, mình để camera về để cho các bạn dễ thấy luôn nhá. Rồi, ok, chụp hình nha. Từ từ, phải lấy được cái gương nha các bạn nè. Phải lấy được cái gương ở trong camera vậy nè. Ok, 1, 2, 3. Rồi chúng ta sẽ chụp nhiều tấm nha bạn. Quên, không nhiều tấm nha, chụp 3 tấm thôi bạn ơi. Đây, ok. Rồi chúng ta sẽ chụp.
Rồi 2 tấm. Rồi. Chúng ta chụp rồi các bạn ơi. Ok, bây giờ là cái lúc mà anh em của tụi mình sẽ đi rửa cái hình mình ra, và xong rồi sau đó là chúng ta sẽ làm một cái nghi thức cuối cùng để mà có thể lấy được cái hình của cái con Amanda nha các bạn ơi. Đây. Đây các bạn ơi. Và khi mình in hình ra á thì anh em của tụi mình sẽ được 3 tấm hình này. Đây, mình sẽ để ở dưới bàn nhé, để dưới bàn đi cho nó dễ nhìn các bạn ơi. Đây. Rồi. Hôm sau anh em của tụi mình sẽ làm mấy cái tấm nó to hơn xíu nha các bạn. Đây. Để qua đây đi, để qua đây nó mới có ánh sáng được nè. Đó. Rồi, xem xem vào bên đây. Đây. Và các bạn thấy mấy tờ giấy trắng này không các bạn? Mấy tờ giấy trắng này sẽ là mấy cái tờ giấy trắng mà làm gọi là nghi thức phụ các bạn ơi. Có nghĩa là mấy tờ giấy trắng này sẽ là mấy tờ giấy trắng mình đốt. Nhưng mà những tấm hình này thì mình không đốt ha. Những tấm hình này là những tấm hình mà anh em mình in ra. Và tại vì do là in ra bằng máy in cho nên là nó chỉ có được trắng đen thôi các bạn ơi, chứ nó không có được hình đâu các bạn. Rồi. Đây, 3 tấm hình. Từ từ nhé, chúng ta sẽ coi tấm hình thứ nhất nè. Tấm hình thứ nhất nhìn téo không? Đó. Ok. Rồi, đây là tấm hình thứ hai của anh em của tụi mình. Đó, đây là tấm hình thứ hai. Rồi. Đây là tấm hình thứ ba. Rồi, ok. Bây giờ nè, Trung Sinh lấy cái hộp quẹt rồi, hộp quẹt đây đúng không? Rồi. Bây giờ cái hộp quẹt này nè là em sẽ đốt và sau đó là sẽ bỏ cho vô trong đây. Nói chung là đốt làm sao mà phải đốt hết từ tờ giấy này nha. Rồi bỏ cho vô trong đây. Rồi. Có nghĩa là em đốt ha, đốt như vậy đó. Rồi, đốt làm sao mà để cho nó cháy hết được nha các bạn ơi. Rồi. Ui các bạn ơi. Shit. Khói nó rất là nhiều luôn. Và cái con Amanda này nó là một cái con sinh vật mà rất là mạnh luôn các bạn. Tại vì khi mà anh em của tụi mình quay video về nó, anh em của tụi mình đã thấy nó hoàn toàn nó xuất hiện giống như cái kiểu dạng nó trêu chọc mình luôn, chứ không phải là nó núp giống như mấy con kia đâu bạn ơi. Cho nên đó là mình nghĩ là cái con Amanda này sẽ là một cái con mà kể cả khi mà mình chụp với nó là anh em của tụi mình cũng sẽ gặp vấn đề. Đó, rất là sợ các bạn. Con Amanda này nè. Cho nên đó là họ các bạn đôi khi á là cái nỗi sợ của các bạn á là nó sẽ khiến cho mấy cái con sinh vật này nó mạnh lên rất là nhiều. Bởi vậy hả, các bạn cứ nghĩ rằng là những cái con phim hoạt hình hay là những cái con trong truyện tranh nó không thể có thật. Không có đâu các bạn ạ. Nó giống như là một dạng như ông kẻ. Các bạn hồi xưa các bạn nghe về cái chuyện ông kẻ, các bạn bạn nào mà xem Harry Potter thì các bạn cũng biết cái từ ông kẻ đấy là nó xuất phát ở bên châu Âu các bạn. Và nó là một cái thực thể biến từ nỗi sợ của các bạn. Đôi khi nếu mà các bạn sợ con heo đi, ví dụ vậy nhá. Ví dụ các bạn sợ con heo thì cái con quái vật đấy nó là con heo các bạn. Nó là con heo hoàn toàn luôn. Và giống như là các bạn sợ ăn kẹo đi đúng không? Thì cái con ma đấy nó sẽ trở thành con ma kẹo các bạn. Cho nên là đôi khi ví dụ như những cái con mà nhân vật hoạt hình hay là trong game gì đó các bạn, ví dụ con Amanda đấy, nó vô tình nó thành cái nỗi sợ của bạn và nó có tồn tại. Ban đầu là mình cũng không nghĩ là nó tồn tại đâu, nhưng mà trên thống kê của anh em ở trên deep web á đã làm và tìm thấy, và thậm chí là có người đã sờ được cái con Amanda đó luôn các bạn ơi. Cho nên rất là kinh dị luôn. Rồi bây giờ Trung Sinh nè, lấy một cái gì đó nó khuấy đều lên. Khuấy đều lên. Rồi. Ok các bạn ơi, cái này là họ phải cho nó nhũn nữa nha. À không, mình lấy tay cũng được. Lấy tay cũng. Rồi, ok. Đây các bạn. Đó. Đây là cho tàn của những cái tờ giấy. Đó. Giờ các bạn thấy không, bắt đầu máu của nó đã bị chuyển sang màu khác luôn các bạn thấy không? Nó thành màu đỏ đất luôn. Nó kiểu bị bầm, nó máu bầm luôn các bạn, giống y chang máu bầm luôn, ghê ha. Đó. Rồi. Và mình khuyên cáo các bạn nha là những cái này rất là nguy hiểm. Nhưng mà cái chụp hình này, thật ra cái chụp hình này thì các bạn sẽ không có trực tiếp các bạn thấy nó. Cho nên là nó cũng đỡ. Nhưng mà hả, các bạn thấy nó qua tấm hình các bạn. Bởi vậy hả, mình thấy khá là lo lắng khi mà gặp
Amanda, bởi vì con Amanda này nó ghê quá, thiệt luôn đó, nó cực kỳ ghê luôn các bạn ơi. Rồi, ok, đây đã xong nhé. Rồi tay dính tùm lum các bạn ơi. Ok, không chưa đấy Khanh, tại vì bây giờ mình phủi mà. Rồi, để trước khi vào đến cái nghi thức cuối cùng thì mình nói với các bạn một điều, đó là cái con Amanda này khả năng là anh em của tụi mình sẽ bắt nó. Tại vì các bạn phải biết một điều là nếu mà với những cái con sinh vật mạnh quá và khi nó thoát ra nhiều cái âm khí quá thì các bạn phải bắt buộc các bạn phải dùng một cái nghi thức bắt nó lại, chứ không là nó sẽ khiến cho anh em của tụi mình sẽ xảy ra rất là nhiều thứ. Và mình nói với các bạn là trước cái con Amanda đấy là anh em của tụi mình đã gặp rất là nhiều con. Đây, kìa, Trung xin cho các bạn xem, không phải là cái sẹo của con Amanda này không nha. Trung xin cho các bạn xem mấy cái sẹo khác đi. Đây là đưa đến gần cam nè. Đây là đưa đến gần cam nè các bạn. Đây này. Nè em đưa đến gần cam nè, các bạn không thấy được. Đây nè. Thôi để anh cầm cam nha. Để Trung với chân nè. Đây nè các bạn nhìn nè, chân nè. Nhìn chân Trung xin nè các bạn. Đây nè, những cái vết sẹo này là những cái vết sẹo mới. Nhưng mà do là nó nhỏ quá cho nên là mình không có cho các bạn. Đây nè, các bạn nhìn nè, nhìn nguyên một cái vết nè, các bạn thấy không? Cái vết này á, Trung Sinh không hiểu lý do tại sao mà tự nhiên hôm đấy khi mà qua một đêm đúng không? Tự nhiên Trung Sinh gặp một cái cơn ác mộng, nhưng mà cơn ác mộng đấy nó chỉ hư ảo thôi, không hiểu sao vậy. Cái hồi xưa người ta hay kêu là ma cắn á. Kêu ma cắn rồi á. Ừ, giống như mà kiểu bị bầm hay bị sẹo. Ừ. Nó bị bầm nhưng mà nó không phải là bị bầm máu đỏ mà tự nhiên nó chuyển sang một cái dạng trắng giống như là bệnh tạng vậy các bạn. Nhìn cái ghê vãi. Ok, đây chính là cái bước cuối cùng anh em tụi mình sẽ ấy ha. Đây. Đó chính là chúng ta sẽ rảy máu lên các bạn ơi. Rồi, chúng ta sẽ rảy máu lên. Em còn cái sẹo này, không biết sẹo gì. Đó, thấy chưa? Nè, có cái vết sẹo giống như là sẹo ma cắn các bạn thấy không? Nhìn ghê vậy chưa? Ok, tôi ra. Ok. Rồi, sẽ rảy máu lên các bạn ơi. Rồi. Cái này khá ghê, cái nào mà liên quan đến máu là cấm các bạn bắt trước nha các bạn ơi. Bởi vì những cái liên quan đến máu á, là nó đôi khi nó sẽ ảnh hưởng đến trực tiếp cái thân thể của mình luôn. Rồi, ok, đây. Như các bạn đã thấy, máu rất là nhiều đúng không các bạn? Rồi, và bây giờ là chúng ta sẽ đợi 30 phút để mà tất cả những cái máu này bắt đầu nó khô lại. Và sau đó chúng ta sẽ quét qua một lần. Và các bạn sẽ thấy là cái máu này nó sẽ hiện thân lên được cái con Amanda. Anh em của tụi mình sẽ chụp hình được với nó. Ok, đợi 30 phút nha các bạn ơi. Giờ mình đi rửa tay cái nè. Ghê quá. Vậy là qua 30 phút anh em của tụi mình đợi. Và cuối cùng là những cái này nó đã bị khô lại, các bạn thấy không? Máu nó bắt đầu nó bị khô lại. Và các bạn sẽ để ý là khi mà nó khô, nó rất là giống như là những cái tấm ảnh cũ, giống như hồi xưa đúng không? Và thường thường là những cái ảnh cũ mà như hồi xưa các bạn xem là nó sẽ rất là kiểu như nó gớm các bạn, ma mị đúng không? Mình nhìn mình thấy nó cũng rất là ma mị luôn, các bạn thấy không? Đó, rồi ok. Bây giờ anh em của tụi mình sẽ cầm 3 tờ giấy này, anh em của tụi mình sẽ đi quét vào một lần nữa. Và cái đợt quét này nó sẽ ăn với máu. Và sau đó là anh em của tụi mình sẽ thấy được Amanda ha. Đây. Rồi. Rồi ok. Bây giờ anh em của tụi mình sẽ lấy từng cái anh em của tụi mình sẽ bỏ vô quét ha. Đó. Rồi. Đây nè các bạn. Tại vì ở trên cái mà trước của mình á thì nó mới có kiểu như nó bị dơ vậy thì nó mới ấy thôi. Còn phía sau á là nó sẽ bị bỏ nha các bạn ơi. Ok. Rồi. Bây giờ phải quét từng cái ha, quét từng cái mới được. Rồi, quét tấm này trước đây. Rồi, ok. Rồi. Rồi, và cuối cùng là cái tấm cuối cùng của anh em của tụi mình cũng đã xong rồi các bạn ơi. Và bây giờ anh em của tụi mình sẽ lấy cái tấm cuối cùng nha. Rồi, Trung nhỏ. Đây, Trung xinh. Lấy lên. Rồi. Anh em của mình sẽ lấy tấm cuối cùng. Và mình nói với các bạn nè. Đó, khi mà anh em của tụi mình quét ra các bạn là ở cái mặt sau á
nó là cái mặt mà tại vì anh em của tụi mình đã cái mặt trước mới là cái mặt anh em mình quét, còn cái mặt sau là anh em của tụi mình sẽ bấm nhiệt để cho nó trắng lại như vậy các bạn ơi. Đó, cho nên là mình mới thấy được nó trắng như vậy. Đây, đây chính là ba tấm hình mà mình đã quét nãy giờ là mình chưa xem. Tại vì mình muốn cho các bạn cùng xem với mình để mà họ, tại vì thật ra mình xem mình cũng sợ các bạn ơi. Mấy lần trước anh em của mình xem nên mình sợ vãi đái luôn. Bây giờ họ mình cầm cái tờ giấy mà tay mình họ nó còn run 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 nữa các bạn. Đó, nó còn lên cơn nó run run. Mình nổi da gà luôn. Ok. Chúng sinh sẽ quéo không? Mỗi lần mà ấy mà chúng sinh sợ cái là bị hay bị nổi da gà. Đâu chúng sinh quéo không? Bây giờ quay là vậy rồi. Vậy hả? Ừ, cái lúc mà nổi da gà là em bị quéo. Chúng sinh sợ mà bạn ơi. Cảm giác bị lạnh tóc gáy á, cho nên mình mới nổi da gà chứ không phải. Thì lúc nào xem ok, mình cũng đang hồi hộp nha, tại vì lâu lắm rồi. Rất là lâu rồi. Anh em với mình chưa quay về cái chụp hình ha. Cho nên là đợt này khi mà coi là anh em mình vẫn sợ nha. Nhất là với cái con Amanda này, khi mà anh em cái video mà mình quay á, má ghê vãi luôn các bạn ơi, kinh khủng khiếp luôn. Bởi vậy mình khá là sợ về cái chụp hình này, nhất là con Amanda này luôn các bạn ơi. Rồi. Rồi bây giờ cho chúng sinh lỡ dở lên tờ đầu tiên đấy. Chúng sinh dở lên tờ đầu tiên đấy. Mọi người các bạn thấy nó các bạn ơi, what the fuck mẹ ơi, mẹ trời má, mình bay vía ra ngoài luôn mày ơi. Ui mẹ, nổi da gà luôn. Ui chúng sinh quéo luôn má ghê. Ý má, cái hình nó bị gì các bạn? Từ sao giật mình luôn. Chúng sinh quỷ quá không? Chúng sinh sợ đúng không? Má mình cũng sợ đó các bạn. Từ nha. Mất cái mặt luôn kìa. Mất cái mặt luôn nha các bạn ơi. Từ nha. Mất cái mặt luôn các bạn. Mình không hiểu lý do tại sao nó làm mình mất cái mặt luôn nào. Mấy ghê quá. Đây. Nó làm mình mất cái mặt luôn. Các bạn thấy không? Không. À, ghê quá. Hôm nay em dở lên là em thấy cái vệt máu này rồi. Dở lên nữa thấy cái mặt nó mất cái mặt luôn mày ơi. Ghê quá. Ok, đây một tờ nhá. Ôi bảo dở thì em dở không? Gì? Em dở không? Em ngồi xa xa ra. Thôi, lần đầu chơi cho dở đi. Thôi, anh dở, em dở. Gì? Ghê không? Sợ hả? Em bị giật mình. Má, anh giật mình. Từ từ nhá. Ok các bạn ơi, đây là tấm đầu tiên nha. Sao vậy? Có gì vậy? Chưa, từ từ. Có gì vậy? Ủa tấm này có gì đâu? Ê! Tấm này có gì đâu? Cái gì đấy? Tấm gì? Cái gì vậy? Ủa cái này là cái gì vậy anh Bảo? Đấy, có con Amanda đó. Nó đó. Ê chàng, cái con hồi bữa mà đẩy em luôn kiểu như ma chơi ấy. Vậy? Không phải ma chơi đâu, nó có Amanda đây. Ma ghê, man. Ra nó bay đúng không? Cái con này bay đúng không? Ừ má, ghê phải đâu các bạn ơi. Holy shit, nó đứng sau cái gương, thấy không? Đứng sau gương, thấy không? Nó nhìn mình đi chứ. Ghê quá, từ nha má, nổi da gà, từ để mình định thần lại cái, các bạn ơi. Ghê vậy chứ, thư mê ghê. Shit. Chân em nó còn đau rồi, bụi vì con nó xô mà cái chân em chỗ này nó còn xanh. Trời ơi, mày ghê quá, hãy trưởng ta. Ghê mày ơi, nè. Từ nha, tại vì mình không nhìn rõ cái người nó rồi các bạn ơi. Nè đúng không các bạn? Nó đúng không các bạn? Chứ không hề là cái chỗ đó bị trắng đen đâu nha. Tại vì những cái vết máu là nó sẽ nằm ở ngoài đây nè. Còn cái con này nó đứng ngay sau cái gương rồi các bạn. Đó. Nó hạ cái miệng ra nè đúng không? Nè. Phải con này không? Con này hay con này? Nó đây nè. Vậy cái này là cái gì? Đó. Con Amanda đi. Cái này nè. Đúng không? Không. Đây nè, nó đây nè, cái này là vết máu thôi. Cái vết máu nó bị chèn lên thôi. Nhưng mà anh nhìn cái này nó giống con gì không? Cái nhỏ đây này. Thấy đâu? Đây này, cái nhỏ đây này. Con gì? Cái này, với cái này này, hai con này thấy không? Nè, không phải đâu nè, nó đi nè. Mấy nó đi nè, nhìn không có rõ đâu. Má ghê dữ à. Ừ, nhìn không có rõ đâu. Má ghê bà trưởng các bạn ơi. Nè, cái tấm này anh em mình có gì đâu nè, thấy không? Tấm này anh em mình có gì đâu nè, thấy không? Tấm này bị mất cái mặt. Còn cái tấm này thì nó đứng ngay chỗ này thấy không? Nó đứng ngay cái gương này thấy không? Nè, cái tóc nó nè. Đấy. Rồi tấm cuối cùng. Tấm cuối cùng cho chúng nhỏ là đấy. Ôi, đóng cột cho chúng sinh lại. Ôi, đi. Ôi, em sợ lắm. Mình sợ nó, bạn ơi, từ từ. Nó xuất hiện rồi.
nó xuất hiện mà má mình nghĩ cái tấm kia nó xuất hiện quá. Thiệt luôn á. Đang nổi da gà từ tối rồi. Chảy mũi đâu? Chạy, giật mình cái chạy nước mũi luôn. Nha. Má, đừng chạy máu mũi má, anh sợ luôn á. Má chạy máu mũi má lần sau cho chung sinh chơi luôn nha. Giật mình cái. Má ghê quá. Ok ok ok. Ok, từ tấm cuối cùng nha các bạn ơi. Tấm cuối cùng, tấm cuối cùng, tấm cuối cùng. Ui. Dạ. Biết nữa, biết nữa, biết nữa. Từ từ cái à. Hai ghê quá, từ 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 từ. Sao? Từ từ, sợ quá. Thì từ từ, anh sợ mấy. Để bớt sợ đã. Ok chưa? Rồi. Ok chưa? Rồi, nhưng mà anh coi đi rồi, anh coi xong. Ok. Giật lên coi luôn chứ coi sau, coi trước gì. Thế, lại gần đây, lại gần đây. Thôi. Thử các bạn ơi, má, tấm này sợ quá. Tấm này nó xuất hiện. Hai đây mình cùng lật. Lật luôn đi, lật luôn đi. Hai đây mình cùng lật. Ok, ok, lật luôn. Lật. Cái tấm cuối cùng bị ghê luôn. Thơ. Cái mặt mình không còn máu nữa rồi các bạn. Mấy cái mặt mình sợ không còn máu nữa. Má tấm cuối cùng ghê quá ơi. Chúng sẽ núp luôn rồi, chúng sẽ núp kia luôn rồi. Đâu, em giật mình chạy lên tập cái chân xương luôn rồi. Chúng tới, tới coi, tới coi. Thôi, mình đấu cái chân rồi mà. Ui, ghê vậy chướng các bạn. Từ từ. Ừ, nha. Ừ, mặt nó đó, cái mặt nó đó. Từ. Ôi cái tấm hình ghê quá, ghê quá mày ơi. Ghê vãi trưởng luôn tôi. Nguyên cái mặt nó luôn. Má đẩy em nhảy lên. Em đập cái chân, em giật mình. Em nhảy quý quá, em nhảy cái em đập cái chân nó sưng cục luôn rồi. Ui. Cái chân em sưng rõ luôn rồi. Má sưng. Dân. Dân. Thấy rồi, nãy anh dỡ lên giúp mình cái nhảy lên đây, tập cái chân này. Thì tấm hình đó coi, lấy tấm hình đó coi. Ghê quá. Ghê. Ê, ơi. Các bạn ơi, nhìn đi. What the fuck? What the fuck? Cái nồi gì đây? Cái gì đây? What the fuck cái gì đây? Má kinh, kinh vãi chướng luôn. What the fuck? Ôi mà em thấy cái tấm đầu tiên vẫn ghê nhất. Gì đây? Gì đây các bạn ơi? Gì đây? Quên. Mình nhìn. Ui, chúng sinh mắc ói các bạn ơi, chúng sinh mắc ói, ói luôn rồi. Ui ghê vãi chướng các bạn ơi. Má. Nó kinh khủng khiếp hơn là mình nghĩ luôn. Thôi 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 thôi. Thôi má chịu chịu các bạn ơi. Thôi ghê quá ghê quá. Thôi tắt ra phát video các bạn ơi, má ghê quá. Má cũng xỉu luôn rồi. Má đốt 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 mấy tờ giấy đi. Đốt mấy tờ giấy đi. Lấy quẹt đốt mấy tờ giấy đi. Đốt.